Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel review trên kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về một sản phẩm lại vô cùng hữu ích với cuộc sống của chúng ta. Nó là một sản phẩm giúp chúng ta có thể gắn kết lại những cái vật dụng mà chúng ta không thể làm rơi vỡ hoặc là đã bị gãy như gãy lại gãy. Hoặc là những một số những cái có thể gắn lại những cái kẽ hở mà trong cái gỗ mà chúng ta bị mục sau một thời gian ấy. Giới thiệu với các bạn keo 502 hiệu con voi, keo con voi hiệu 502 đó. Keo 502 này có biểu trưng là một hình cái con voi, bởi vì bên trong của nó sẽ có một cái vòi cắm vào cái ống keo của chúng ta, vòi rất dài đó, cắm vào ống keo ấy, rồi sau đó bắt đầu chúng ta nhìn nhỏ vào cái ống keo đó, nhỏ vào nhỏ bằng cái ống đấy thì len lỏi vào được những cái vị trí nhỏ nhất trong cái những cái chỗ mà chúng ta cần xử lý. Loại keo này được sản xuất bởi công ty cổ phần keo dán Đức Anh, trụ sở chính tại cổng thôn này, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Đó. Các chi nhánh ở miền Nam là số 1054/50 đường Lê Văn Khương, ấp 5 Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh miền Trung là lô 10 8B2 72 khu A Golden Hill, Hòa Liên, Hòa Vang, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, và chi nhánh ở Thái Bình gồm có khu công nghiệp Gia Lễ, Đông Xuân, Đông Hưng, thành phố Thái Bình. Đó là các cái cơ sở sản xuất của các cái loại keo 502 này ở khắp ba miền Nam Bắc Trung đấy. Khối lượng của cái này tịnh khoảng tầm 8 gram. Đó. Với chứng nhận ISO 9001/2015 thì sản phẩm của Đức Anh đã được tất cả mọi người biết đến và công nhận với cái tác dụng vô cùng to lớn của nó đối với những cái sản phẩm của mình. Đấy. Về cách sử dụng của cái này thì mọi người có thể xem ở phía sau của loại này nhá. Đấy, mọi người có thể xem ở phía sau. Đấy, tuy nhiên nhà sản xuất đã hướng dẫn chúng ta rất chi tiết về cách sử dụng của nó. Vì mình cũng sẽ nói sơ qua cho các đọc sơ qua cho các bạn. Đó là trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta mở nắp. Sau đó là dùng chiếc kim châm vào trong cái nút ở phía trên đầu. Đấy, sau khi sử dụng thì chúng ta nên lắp lại và cắn công cụ này, cắn câu. Cái này sử dụng cho để dán các cái vật liệu từ sắt, thép, cần nhựa, cầu gỗ và rất nhiều các loại bề mặt khác nhau. Cách dùng thì chúng ta chỉ cần xài một giọt để dán diện tích 1 inch, dùng tiết kiệm có thể có kết quả rất tốt nhất. Đấy. Hai mặt cần phải sạch và khô, ép hai mặt dán và đè trong vòng 10 giây. Đấy, các bạn đè hai cái vật dán của mình trong vòng 10 giây, sau đó rồi chúng ta sẽ từ từ đưa tay ra tách để cho chúng có thể bám với nhau. Khi mà keo khô thì chúng đã bám với nhau thật chắc nhất. Đấy, cái này thì các bạn nên bảo quản ở những cái dưới 28 độ C và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Đây là một sản phẩm đã được quản lý chất lượng ISO 9001/2015. Đấy, cái sản phẩm này là một cái sản phẩm vô cùng quen thuộc với chúng ta, với những người đã từng sử dụng qua thì
Tất cả chúng ta để ai cũng đã từng sử dụng qua cái này để dán vào một cái dán các cái vật dụng trong gia đình của chúng ta. Thì mình, phần review của mình đến đây đóng là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái phần review tiếp theo về những sản phẩm công nghệ, sản phẩm hữu dụng tiếp theo của cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở và nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Xin chào, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.